Kính thưa đại chúng, cái vấn đề điều phục chính mình là tối quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Người nào ở trên đời không điều phục được mình, không làm chủ được mình, thì đừng nói đến chữ thành công, rất khó. Thành công không thể đến với cái người không tự biết làm chủ được mình trong bất kỳ việc nào. Một con người không làm chủ được trong một chút gì, một việc nào, thì làm sao mà thành công? Làm sao thành công được? Cho nên ý, chúng ta phải học để điều phục mình, làm chủ mình trong từng việc và cho đến tất cả mọi việc. Mình gọi là làm chủ bản thân đấy. Đấy. Trong triết học gọi làm chủ bản thân. Nhưng làm chủ bản thân thì quả thật không phải là dễ. Thân chúng ta, ở nơi chúng ta, nó có thân và có tâm. Muốn làm chủ cả cái thân này thì phải cả thân và tâm mình phải làm chủ. À, cái thân chúng ta thì từ bé ta mới học được mấy cách sử dụng tay, sử dụng chân, sử dụng miệng. Đấy. Lúc mẹ mới đẻ mình ra, mình đỏ hỏn, mình còn chưa biết tay mình là cái gì, chân mình là cái gì. À, đấy. Cho nên hỏi đứa bé bảo mắt đâu, nó lại chỉ xuống rốn. Nghe không? Nó không biết. Mãi rồi nó mới quen, nó biết mắt là mắt, mũi là mũi, tay là tay, đang làm quen để tập sử dụng cái thân này đấy. Còn đến bây giờ thì chúng ta sử dụng cái thân này tương đối là thành thục rồi. Và 17, 20 năm sử dụng nó rồi, là thuần thục rồi. Giống như người lái xe đấy. Và mới đầu học, mới thi lấy bằng thì lái chưa thuần. Lái 5 năm, 7 năm thì thuần. Và thế thì cái thân này chúng ta sử dụng nó có thể là thuần được. Nhưng còn một cái anh nữa, đó là cái anh tâm. Ở ngay nơi cái thân này, chúng ta có cái tâm. Mà cái tâm đấy mới là cái anh ghê gớm nhiều chuyện. Làm sao để điều phục được anh tâm này mới là vấn đề. Anh tâm đấy mới là lắm chuyện đấy, thưa đại chúng. Tất cả mọi chuyện do anh tâm này gây ra hết. À, do nó gây ra hết. Cho nên vấn đề chúng ta phải điều phục được cái tâm này, cái tâm của mình này này mới là quan trọng. Thân thì đến bây giờ Thầy gọi là sử dụng nó được rồi. Cũng có một vài bạn có thể là hơi lười điều phục, để cho thân nó trì trệ. Đấy, thì phải cố gắng. Nhưng còn cái anh tâm này mới là vấn đề. Anh tâm này nó mới là chủ nhân của cái thân này đấy. Làm sao mà điều phục được nó? Chính vì vậy mà Đức Phật mới dẫn ông trưởng giả này từ câu chuyện điều phục con voi. Đức Phật xoay sang hỏi ông ấy, ông điều phục được con voi rồi, vậy ông có thể tự điều phục được chính mình không? Ông mới nói thế này, bạch Đức Thế Tôn, con không biết ý nghĩa của việc tự điều phục mình như thế nào, xin Thế Tôn giảng nói chỗ chưa được nghe cho con nghe. Ông không biết thế nào là điều phục mình cả. Nào, Đức Phật mới dạy, này ông, ta cũng có ba việc dùng để điều phục tất cả mọi người và dùng để tự điều phục chính mình và đạt được đến vô vi. Đấy. Đức Phật nói là Ngài có ba điều, dùng ba điều này để điều phục mọi người và cũng điều phục chính mình và đạt được cái kết quả là chứng được vô vi, chứng đạt vô vi, gọi là chứng thánh quả thành Phật đấy, chứng quả thành Phật. Phật mới dạy, thứ nhất ấy, là lấy tâm trí thành để điều phục cái khẩu nghiệp, lấy tâm trí thành để điều phục cái miệng này, cái khẩu nghiệp. Giống như ông trưởng giả, ông lấy cái khóa, ông khóa miệng con voi lại ấy. Thì đây lấy cái tâm trí thành để khóa, để giữ cái miệng này. Thứ hai, lấy tâm từ bi trong sạch để điều phục cái thân cang cường này, cái thân chúng ta. Cái thân chúng ta nó cũng nhiều trò đấy, lắm đòi hỏi. Cho nên phải dùng cái gì? Dùng cái tâm từ bi trong sạch để điều phục nó. Và thứ ba, lấy trí tuệ để diệt trừ sự ngu si ngăn che của ý. Tức là lấy trí tuệ soi sáng để điều phục cái ý của mình, cái tâm ý của mình. Đó.
Hành trì ba việc này sẽ tự độ mình và độ thoát tất cả chúng sinh lìa khỏi ba đường ác, đạt đến niết bàn vô vi, không còn bị sinh tử khổ não nữa. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật của chúng ta khi Ngài còn tại thế, Ngài là một biểu tượng rất là đẹp. Một vị hoàng thái tử bỏ cung thành đi tu, chứng quả thành Phật, trí tuệ vô biên, pháp lực cũng vô biên. Cho nên Ngài đi đến đâu là vua chúa quan quân cho đến thần dân tất cả đều quy phục Ngài. Ngài nói cái gì là nó đều đúng với chân lý, với sự thật cả. Đó. Thì Ngài nói rằng ta cũng thế, ta cũng chỉ dùng ba cái việc để điều phục chính mình, và từ điều phục chính mình thì lại điều phục được tất cả mọi người. Ba việc ấy giống như ông trưởng giả dùng ba việc điều phục con voi vậy. Đức Phật lấy gì? Thứ nhất, lấy cái tâm trí thành để mà điều phục cái miệng gọi là khẩu nghiệp. Cái miệng chúng ta, thưa đại chúng, nó hay nói bừa bãi. Mà Đức Phật nói là cái miệng này có bốn cái tội. Cái miệng hay tạo ra tội, mà trong các cái tội thì miệng tội nhiều nhất đấy. Tội miệng, vạ miệng, tội miệng. Đó. Đấy. Thế thì cái miệng có những cái tội gì? Cái tội thứ nhất là cái tội ăn gian nói dối, nghe không? Dối trá, lọc lừa cái miệng này. À. Bây giờ cái nói dối là nhiều lắm, thưa đại chúng. Nghe không? Nói dối rất nhiều. Và Thầy nghe thấy trên thế giới họ còn có một cái ngày nói dối, đúng không? Ngày nói dối, có cái ngày nói dối. À, Việt Nam mình thì không có cái ngày lễ hội, cái ngày nói dối ấy. Thế mà phương Tây họ lại có cái ngày nói dối. Mình không có ngày nói dối, nhưng mà mình nói dối thường xuyên, còn hơn của họ. À, họ chỉ có một ngày họ nói dối thôi. Còn chúng ta là 365 ngày, ngày nào cũng có nói dối. Thế nên mình còn tệ hơn họ nữa. Nghe không? Thế thì nói dối thì làm sao? Nói dối nó làm cho chúng ta mất hết tất cả lòng tin với nhau. Cho nên con người không tin nhau là vì cái miệng nói dối, hứa, rồi lọc lừa, gian dối. Cái đó rất nguy hiểm. Trong xã hội mà cái niềm tin với nhau nó mất mát đi, thì các con biết nó rất là thiệt thòi. À, khi mất niềm tin, mất lòng tin với nhau rồi, nó thiệt thòi dữ lắm. Đây, sư phụ nói tại sư phụ xây cái chùa này, thực ra mà nói, số lượng chư tăng để quản lý cái việc xây chùa này không có nhiều, có mấy thầy thôi. Còn nếu xây cái công trình này, cả cái chùa này, nó phải là một công ty, có khi hàng trăm, hàng mấy trăm con người. Nhưng mà ở chùa thì chỉ có mấy thầy thôi. Và các thầy tin nhau, các con thấy không? Rất tin nhau, không bao giờ nghĩ là nói dối ai nhau cả. Thầy trò không ai nói dối nhau, tin nhau. Và chính cái lòng tin ấy nó lược đi bớt rất nhiều những các cái công đoạn phức tạp, ký tá giấy tờ. Đó. Ở ngoài là ký tá đủ thứ, nhiều chuyện lắm, rất nhiều. Nhưng trong chùa đỡ đi rất nhiều, vì các thầy tin nhau, cái lòng tin đấy nó nối thẳng luôn. Và nó chính là cái dấu đóng vào đấy rồi đấy. Lời người ta nói là con dấu đấy. Lòng tin nó hay như thế. Nếu mà trong xã hội chúng ta xây dựng được cái lòng tin người với người tin nhau chân thật thì hay biết mấy, hay biết mấy. Và có rất nhiều đất nước, nhiều dân tộc họ tu được cái này, không dối trá, họ thật, sống thật với nhau, nói là thật, rất là hay. Đó. Chứ còn trong cuộc sống mà cứ dối nhau, lừa nhau thì làm sao mà tốt được? Sẽ rất nhiều cái hậu họa do cái nói dối mà gây ra. Mà cái nói dối là ở cái miệng này đấy, thưa đại chúng. Cái tội thứ hai của cái miệng là gì? Nói hai lưỡi. Hai lưỡi tức là nói đâm thọc, chia rẽ. Mình đến mình đâm thọc người này, nói xấu người này với người kia, khiến cho hai người ta mâu thuẫn nhau. Nói làm cho hai người mâu thuẫn nhau, hai người đang chơi thân với nhau, mình đến
Một cái là mình làm cho mâu thuẫn nhau, hiểu lầm nhau. Cái tội đấy, cái tội đâm thọc hai lưỡi đấy, Phật gọi là hai lưỡi. Cái tội thứ ba của cái miệng mình là mình nói lời ác độc, cay nghiệt, nguyền rủa, nghe không? Nguyền rủa ác độc, thâm độc, sâu cay cái lời này. Đấy. Và một cái nữa là mình nói cái lời thêu dệt. Thêu dệt là có ít mình suýt ra nhiều. Và mình gọi là thêu gấm, thêu hoa vào cái sự việc. Đó. Thì cái miệng của chúng ta có bốn cái tội thế. Và từ bốn cái tội này của cái miệng nó sinh ra rất nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống xã hội. Các con có thấy chúng ta đi quan hệ là dùng cái gì? Chủ yếu là dùng miệng đấy. Đấy. Miệng này, miệng lưỡi. Nói hay, nói giỏi, nói tốt, nói đẹp là ở cái miệng này. Đến thầy bây giờ thuyết pháp này cũng phải dùng cái miệng này. Cho nên cái miệng này nó bé bé thế này thôi, nhưng nó rất nhiều vấn đề, nhiều chuyện lắm. Mà có thể nói là thành công hay thất bại cũng ở nó đó. Đấy. Các con thấy như là anh Nick Vujic này, anh ấy tay không có, chân không có, anh có cái miệng. À, anh nói hay cũng cả thế giới. Anh đi đâu anh cũng thuyết giáo cho mọi người. Là ở cái miệng này. Các thầy giáo, cô giáo cũng phải dùng cái miệng làm cái chính, phải không? Là cái nghề của mình đấy, cái nghề nói. Thế thì cái miệng này chúng ta thấy nó ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ xã hội. Và Đức Phật mới dạy cái miệng này có thể làm chúng ta tăng trưởng được phúc lành rất nhiều, nhưng cũng có thể mang họa đến cho chúng ta. Rất ghê gớm. Đó, rất ghê gớm. Đấy. Cho nên ấy, các cụ ngày xưa mới nói làm sao? Bệnh thì tùng khẩu nhập, mà họa tùng gì? Khẩu xuất. Đấy. Bệnh là do ăn uống bừa bãi linh tinh, rước bệnh vào. Mà họa là do cái miệng này xuất ngôn bừa bãi, không cân nhắc. Đấy, cho nên ấy, ở đây Phật dạy phải lấy cái tâm trí thành để mà điều phục cái miệng này. Một con người sống có tâm chân thành, trí thành với người, với việc. Trí thành đây là đối với ai cũng thế, mình rất chân thành với mọi người, với bạn bè, với đồng nghiệp. Mình dùng cái tâm chân thành, tha thiết chân thành này, thì cái miệng mình tự nhiên nó không nói dối được, nó không lừa lọc mọi người được. Các con thấy không? Mình sống chân thành, cái người chân thành, lấy cái tâm chân thành thì làm sao mà lại đi lừa người? Mình định nói dối người ta, mình đã thấy không được rồi, đã thấy không ổn rồi, bất an rồi. Đó, cho nên phải dùng tâm trí thành, chân thành với mọi người để điều phục cái miệng này, không nói dối, không nói lời xấu ác. Thứ hai, lấy cái tâm từ bi trong sạch để điều phục cái thân này. Cái thân chúng ta có thể phạm những cái tội xấu, và giết người là ở cái thân này. Wow. Cái thân này đánh đập giết người, làm những cái việc ác hại đến người. Wow. Rồi cái thân này chúng ta có thể làm những cái điều nhâu ế. Wow. Điều nhâu ế, Phật gọi là tà dâm, tà hạnh đấy. Chúng ta có thể làm là ở cái thân này. Thế thì lại lấy cái gì để mà giữ được cái thân này nó không mắc vào những cái tội ấy? Rồi thân này có thể ăn cắp, ăn trộm. Đấy là tội của cái thân đấy. Thân có ba cái tội có thể gây nên, vào giết người, ăn cắp, ăn trộm, tà dâm, tà hạnh. Đó, ba cái tội của thân. Mà đại chúng thấy bây giờ vào tù, ở trong tù kiểm ra thì sao? Đa phần là mắc cái tội của cái thân, đúng không? Đấy, mấy anh mà bị vào tù bây giờ đấy, mấy anh phạm nhân, tù nhân đó, thử điểm ra hỏi các anh có đúng là tội của thân là chính không? Anh này thì giết người, anh này ăn cắp, anh này thì đi hãm hiếp, tống vào tù. Đấy, đúng không? Thường đi tù ra đấy, làm mấy cái đấy. Thế còn cái tội lừa dối để chiếm đoạt tài sản này khác cũng bị tống vào tù. Cũng tống vào tù, ở cái miệng đấy. Đó. Thế thì ở đây Phật dạy ấy, lấy cái tâm từ bi và trong sạch để điều phục cái thân lắm tật này. Nghe không? Khi tâm chúng ta có từ bi, thì
thì chúng ta không khởi cái điều ác hại ai. Mà giống như mà sư phụ Thái Minh bây giờ bảo sư phụ đi mà giết ai thì sư phụ không bao giờ có thể khởi cái ý nghĩ giết người đã không khởi được lên rồi. Thế còn nếu chúng ta mà không có cái tâm từ bi, ta bực lên thì ta có thể khởi ý nghĩ giết người. Ta ghét ai, ta thù ai, ta có thể khởi ý nghĩ giết người. Khi khởi ý nghĩ giết người rồi là tay có thể đi giết người. Đúng không? Đó, cho nên đấy, chúng ta phải rèn lấy cái tâm từ bi, tu học để có được cái tâm từ bi thì thân của chúng ta sẽ tránh được cái họa là ác hại giết người. Rồi chúng ta cũng tâm từ bi, ta tránh được cái hành vi trộm cắp. Vì có tâm từ bi thì thấy người ta có của, mà người ta mất của thì cũng đau khổ lắm chứ. Mình mất của đau khổ thế nào, người mất của cũng đau khổ như thế, thì mình từ bi không thể đi ăn trộm ăn cắp của người được. Những cái người đã đi ăn trộm ăn cắp của người là cái lúc ăn trộm ăn cắp ấy không có tâm từ bi, ra đường mà giật mà đồ của người ta, móc túi của người ta, đến nhà người ta cậy cửa người ta, lấy đồ của người ta và lấy xe máy người ta. Đấy, lúc ấy là không có tâm từ bi, mình ác. Cái người ta mất của, có những người người ta đau xót vô cùng, có người ta đến cùng quẫn, tự vẫn vì mất của nhiều quá. Cả một đời người ta chắt chiu, được mấy chỉ vàng, thế là mình đến mình cuộm mất của người ta. Người ta đau khổ, nghe không? Có thể chết được đấy, một đời. Cho nên cái người ăn trộm ăn cắp, cái khi mà ăn trộm ăn cắp là tâm mình không có lòng từ bi. Rồi cái tâm trong sạch gọi là tâm thanh tịnh. Nếu không có tâm trong sạch thì chúng ta có thể làm cái điều đổi bại, nghe không? Đấy, ta không có liêm sỉ, ta có thể làm cái điều đổi bại. Nha. Thì phải dùng cái tâm trong sạch để điều phục cái thân này, không làm những cái điều nhơ nhớp đổi bại. Đó, những người có tâm như thế, tâm trong sạch, họ không bao giờ làm cái điều ô nhiễm, những cái điều đổi bại. Rồi Phật dạy lấy cái trí tuệ sáng suốt để điều phục cái ý nghĩ ngu tối của mình. Các hành vi của chúng ta hầu hết là do ý nghĩ sai khiến. Thế mà ý nghĩ chúng ta mà đen tối thì khiến chúng ta có hành vi đen tối, hành vi xấu ác. Vậy phải dùng trí tuệ để soi sáng các ý nghĩ của mình, thẩm sát các ý nghĩ của mình. Khi chúng ta khởi ý nghĩ, các con thẩm sát nó, dùng trí tuệ soi sáng nó. Mình nghĩ cái việc này, mình định làm việc này, thì mình xem việc này làm hậu quả của nó ra sao? Có làm khổ mình, làm khổ người không? Nghe không? Có đem an vui đến mọi người hay đem đau khổ đến cho mọi người? Mình tư duy như vậy. Việc làm này có lợi ích cho ai không? Cân nhắc hết đi. Thẩm sát nó, đấy gọi là trí tuệ đấy. Dùng trí tuệ để mà điều phục cái ý nghĩ của chúng ta. Đừng để ý nghĩ của chúng ta theo cái tâm hắc ám, đen tối mà nó sai khiến. Đó, thì Đức Phật của chúng ta chỉ dùng như vậy thôi mà điều phục được chính mình và Ngài chứng đắc được thành Phật quả, thành bậc toàn giác. Cả thế giới đều cung kính ngưỡng mộ, vẫn luôn luôn là ánh đèn soi sáng cho nhân loại. Đức Phật đến bây giờ vẫn thế. Thầy tin chắc Đức Phật vẫn là ánh sáng soi cho nhân loại. Chính vì thế mà bác học Einstein mới nói đó, Đạo Phật, giáo lý của Đạo Phật không phải thay đổi, không phải cập nhật. Đạo Phật có thể dẫn đường cho khoa học. Đấy, dẫn đường cho khoa học. Đấy. Như vậy, một nhà bác học nổi tiếng mà Ngài nói như vậy đó. Thì chúng ta biết Đạo Phật, Đức Phật của chúng ta là con người như vậy, vô cùng cao quý, giá trị. Rồi sau khi mà dạy cho cái ông trưởng giả này, cũng dùng ba thứ để điều phục chính mình đấy, thì Đức Phật mới nói trong bài kệ thế này: như con voi hộ tài, khó kiềm chế hung hăng, trói lại chẳng cho ăn, vẫn khăng khăng nết cũ. Đó. Ý điều phục thuần thục, thường hành hạnh an vui, kiết sử sẽ phục hàng,
như voi thuần nhờ móc. Đã. Đức Phật nói như con voi, con voi nó có tên là hộ tài, rất là dữ. Bây giờ mình trói nó lại, không cho nó ăn, và đánh nó, đập nó, khiến cho nó thuần phục. Khi nó thuần phục rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Vui đạo không phóng dật, thường phòng hộ tự tâm, sẽ nhổ được thân khổ như voi ra khỏi hầm. Cái người nào biết được đạo lý, tu dưỡng rèn luyện bản thân, không để cho cái tâm mình nó buông lung, phóng dật. Cái tâm của chúng ta nó như con khỉ ấy, nó có thể nhảy nhót tung tăng suốt ngày, phải không? Như con ngựa chạy đó chạy đây. Nếu chúng ta biết quay về điều phục nó thì chúng ta sẽ được rất nhiều lợi ích từ nó. Tuy thường điều phục voi mới cưới đã huấn luyện thành voi giỏi nhất rồi, không bằng tự điều phục, người kia không đến được chỗ tự tại thắng mình, chỉ người tự điều phục đến được chỗ này thôi. Đức Phật dạy cho ông trưởng giả cái bài kệ này. Ông có điều phục được con voi thật là giỏi thì ông cũng chưa đạt được cái chỗ tự tại đâu. Ông muốn đạt được cái chỗ tự tại, tự tại là tự mình làm chủ được mình đó, mình an vui với chính mình, đó thì gọi là tự tại. Thế thì ông muốn đạt được cái chỗ này thì ông phải điều phục được ông. Ở đây Thầy nói, Sư Phụ nói để các con nghe, có thể cho các con đủ hết tất cả mọi các cái nhu cầu, có tiền, có của, có địa vị, nhưng một lúc nào đó các con vẫn thấy mình chưa được an vui tự tại, vẫn thấy không ổn. Có tiền bạc, có địa vị, có tất cả tài sản, mọi cái không thiếu thốn đi, nhưng các con vẫn không thấy hạnh phúc, không thấy tự tại. Cái chữ tự tại của nhà Phật rất hay các con ạ. Đó, rất hay. Mà đạt được cái tự tại này là phải điều phục được tâm mình, làm chủ được chính mình mới tự tại được. Đó. Cái người mà tự tại đấy, họ nằm dưới đất, họ cũng ngủ ngon lành. Còn chúng ta mà chưa điều phục được mình ấy, nằm trên cái giường chăn êm nệm ấm mà vẫn trằn trọc, lăn lóc, không ngủ được, không ngon giấc được. Đấy là chuyện thật đấy. Đấy, ở chùa mình đây này, các sư ông ở chùa đấy, vào rừng là lăn ra đất ở trong rừng ngủ, ngủ trong rừng đấy, dưới gốc cây, một cái mảnh bạt thôi. Phải qua những năm tháng điều phục mình rất gian khổ mới có thể tự tại thế được. Còn trưa nay Thầy biết các con là chắc không đứa nào ngủ được, nằm trên sàn chùa mới làm đây làm sao ngủ được. Nhưng mà để các sư ông mà làm lăn dây các ông ngủ được ngay, đấy là tự tại đấy. Trưa nay ăn cơm chùa có thể nó không vừa miệng, hoặc nó nhạt, nó chay, nó nhạt tí, không vừa miệng, ăn không được, nuốt không trôi, nghe không? Đấy là khổ, là không tự tại đấy. Nhưng mà các thầy thì cho gì ăn đấy được, cho gì ăn cũng được, cho rau ăn rau, cho khoai ăn khoai, cho cháo ăn cháo, cho gì ăn được, tự tại. Mặn cũng được, nhạt cũng được, nghe không? Cay cũng được. Hôm rồi Sư Phụ đi Ấn Độ, dân Ấn Độ ăn cay dữ lắm, cũng ăn được. Thế thì mình phải điều phục mình, phải rèn mình rồi thì mình vào hoàn cảnh nào mình cũng ung dung tự tại được, đúng không? Mà cái ung dung tự tại đấy mới khẳng định cái hạnh phúc của người ta. Thế giới chúng ta đang đặt ra các cái tiêu chí về hạnh phúc, và nhân loại là phấn đấu để hạnh phúc, có phải không? Tất cả nhân loại, cái mưu cầu hạnh phúc là một cái mưu cầu chính đáng của tất cả nhân loại. Mà bản chất thực sự ai cũng thế thôi. Chỉ có vấn đề là chúng ta hiểu hạnh phúc là gì thôi. Có người thì nghĩ hạnh phúc là tiền, có người nghĩ hạnh phúc là địa vị thật cao mới hạnh phúc, có người nghĩ hạnh phúc là thật nhiều vợ mới hạnh phúc. Có người thì nghĩ hạnh phúc là mình phải được đi chu du, thám hiểm khắp các nơi, rất nhiều thứ.
Mỗi người có quan niệm hạnh phúc. Vậy thì bây giờ cái tiêu chí chung của hạnh phúc là gì? Nhưng mà nhìn chung thì ai cũng tìm kiếm hạnh phúc cả. Có phải không? Các con thấy, các con học để sau này kiếm hạnh phúc. Mà nói thẳng lên như các thầy đi tu cũng để tìm hạnh phúc đấy. Nhưng mà cái tiêu chí hạnh phúc của các thầy đúng là nó khác. Cái hạnh phúc mà các thầy, các sư phụ với các sư ông đấy đi tìm gọi là hạnh phúc chân thật, tuyệt đối. Còn cái hạnh phúc mà ở thế gian mọi người các con đang tìm nó gọi là hạnh phúc tương đối của trần gian. Hạnh phúc của thế gian là gì? Đó, đói có cơm ăn. Bây giờ có cơm ăn thì ăn cơm ngon, ăn sao cho ngon. Và ăn ngon mà chán rồi thì lại thích ăn khoai luộc. Bây giờ lên thầy ra thành phố, nên dân thành phố rất thích ăn ngô với ăn khoai vì chán thịt, chán cá rồi. Thích ăn rau mà ăn rau sạch. Đấy. Thế bây giờ hạnh phúc của các con lúc trước là mặc đẹp, quần áo lành đẹp. Nhưng bây giờ quần áo lành đẹp chán rồi, giờ xé rách ra lại thấy hạnh phúc. Đúng không? Bây giờ là như vậy đấy. Các con thấy có đúng là cái hạnh phúc của mình là cứ luẩn quẩn không? Luẩn quẩn. Ngày xưa thầy nhớ hồi bé mà thầy đi học được cái quần lành là mừng lắm đấy. Còn cái quần nó tích kê thì phải 5-7 miếng chằng đục vào. Được một cái quần lành là hạnh phúc nhất rồi đấy. Là đi khoe khắp xóm làng thật. Bây giờ thì các con quần lành không thích đâu. Lại xé tươm ra, đục lỗ ra, thủng lung tung cả mới lại là đẹp, mới là hạnh phúc. Đấy, thế cho nên các con thấy cái hạnh phúc và của trần gian các con đang tìm ấy, nó rất tương đối, rất tương đối. Nó không phải là cái tuyệt đối. Nó là cái hạnh phúc mà thay đổi, luôn luôn biến đổi. Đang đói mà được ăn là hạnh phúc lắm. Nhưng ăn no rồi bắt ăn nữa là lại khổ, hết hạnh phúc. Nghe không? Đang rét, được cái chăn ấm, đắp cho cái chăn rồi, trồng cho 5 cái chăn lên trên nữa, thế là lại khổ, hết hạnh phúc. Nghe không? Cái gì cũng thế. Này. Nghe không? Thế thì cái hạnh phúc của trần gian nó thế, nhưng chúng ta thì vẫn ở trong trần gian, thì chúng ta vẫn cần cái hạnh phúc tương đối đó. Nghĩa là nó ở một cái mức tương đối đó, nghe không thể có tuyệt đối. Còn như Sư Phụ và Chư Tăng hay Đức Phật cũng thế, Ngài đã thấy được cái hạnh phúc tương đối quả thật, đã nhàm đó, cho nên mới đi tìm cái hạnh phúc chân thật tuyệt đối. Các Thầy gọi là hạnh phúc siêu thế. Cái hạnh phúc này nó không bị thay đổi nữa. Ở trần gian chúng ta yêu nhau là hạnh phúc, và kết thúc của yêu nhau đó là cưới. Cưới rồi là có khi hết yêu nhau. Đấy. Là như vậy đấy. Thường là như thế. Đấy. Cho nên chúng ta cứ tìm kiếm mãi mà không được hạnh phúc là thế. Cứ nắm bắt được nó lại tuột khỏi bàn tay. Y như là chúng ta xuống nước mà nắm nước ấy. Nắm được nước lên tay nó lại chảy hết ấy. Qua kẹ kẹ. Cho nên người trần gian chúng ta cứ đuổi mãi hạnh phúc rồi đó. Thầy là qua những cái đó cho Thầy biết, chúng ta cứ đuổi mãi không được. Nhưng thôi thì tóm được cái gì thì tóm. Và tóm được cái gì tóm. Đấy, đấy là Sư Phụ kể để này chúng thấy. Cho nên ý, đạt được cái tự tại như vừa nãy Đức Phật nói, cái ung dung tự tại đấy mới thật sự khẳng định là con người thật hạnh phúc. Con người thật hạnh phúc là ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, người ta cũng an vui tự tại. Đấy là hạnh phúc đấy. Và người ta ngồi trên đỉnh cao, người ta cũng an vui. Người ta ngồi xuống đáy cùng, người ta cũng an vui. Đấy. Vua Trần Nhân Tông sau khi rời ngai vàng là đỉnh cao nhất của xã hội rồi. Ngài vào trong rừng rú này, ở trong hang, trong động, ăn hạt dẻ, uống nước suối mà vẫn an vui hạnh phúc. Cho nên Ngài mới ca cái bài Cư Trần Lạc Đạo đấy. Ở đời vui đạo, biết tùy duyên. Đấy. Ngài ở cái điều kiện rất là kham khổ, nhưng Ngài lại thấy thật là hạnh phúc, còn hơn cả khi ngồi trên ngai vàng. Thế là thế nào?
thì chính là Ngài đã điều phục được một cái tâm này, điều phục cái tâm của Ngài thuần thục rồi. Nghe à? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Cái tâm chúng ta hướng đến điều tà, điều xấu, điều bất thiện đấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ hơn tất cả kẻ thù. Kẻ thù hại mình không khổ bằng tâm của chính mình hại mình. Còn điều cha mẹ, bà con không có thể làm được, một cái tâm hướng chính có thể làm được và làm những điều tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Cha mẹ chúng ta, bà con chúng ta không làm được đâu, không giúp được ta những cái điều tốt đẹp bằng chính cái tâm của chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp. Cha mẹ có thể cho các con thừa kế tài sản, cho các con cất nhắc các con lên những cái địa vị. À, nhưng nếu mà tâm các con thật sự không được điều phục, thì đặt vào các con vào những hoàn cảnh địa vị như thế, các con cũng tự phá hỏng của chính mình nhé, không bao giờ giữ được. Cho nên cái tâm mà hướng đến điều chân chính, hướng đến điều thiện, cái tâm ấy sẽ giúp chúng ta được mọi điều tốt đẹp. Đó, đấy là ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Thì Sư Phụ mong tất cả đại chúng, các con qua bài kinh hôm nay, ai ai cũng biết quay về để tự điều phục chính mình. Điều phục thân, thứ nhất phải rèn luyện thân thể cho thật tốt nha. Thể dục, ăn uống điều độ mọi việc để cho thân này nó khỏe mạnh để mà làm việc, để mà cống hiến. Đấy là điều phục thân. Không để cái thân này buông lung, buông thả nha. Có những bạn thầy biết là ngồi chơi game suốt ngày, suốt đêm, phá hỏng con mắt, phá trí tuệ luôn đó. Nghe không? Không tốt. Hoặc là có những bạn lười quá, nằm dài, không rèn luyện, không tốt. Nghe không? Phải vận động, phải thể dục, phải rèn luyện thân thể. Đấy gọi là rèn luyện thân thể. Thứ hai là điều phục tâm. Các con phải tập đưa mình vào những hoàn cảnh rất là khó khăn, đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn để luyện cái tâm của mình. Nghe không? Thì mới được. Nhà mình có điều kiện, mình tập sống như những người nghèo xem sao. Nghe không? Tập sống như những người nghèo xem thế nào. Mình có thể thử nhịn đói một bữa, hai bữa xem sao. Bản thân Sư Phụ cũng đã từng nhịn đói cả tuần rồi đó. Tập xem thế nào. Nhịn đói, xem cái đói, khi mình đói thì mình thế nào. Mình đói mình có thể giết người để mà cướp miếng ăn không? Đấy, kiểm xem. Thưa với đại chúng các con, khi mình đói thật sự cái gì mình cũng thèm ăn. Nhìn thấy người ta ăn cái gì mình cũng thèm. Nhìn thấy cái củ khoai, nhìn thấy cái bắp ngô thôi cũng là thèm lắm đấy, khi mà đói đấy. Cho nên tại sao lúc đói người ta có thể giết nhau để người ta cướp miếng ăn được? Các con vật nó cũng thế, đói quá nó có thể cắn xé nhau, tranh miếng ăn. Thế thì chúng ta làm sao mà làm chủ được mình trong những cái trường hợp như vậy? Thế thì các con phải tập nhé. Ở trong cuộc sống này, trong cuộc đời chúng ta không phải nó bằng phẳng, bình lặng đâu. Nó rất nhiều sóng gió, nhiều chông gai chúng ta phải trải qua. Cuộc đời không bằng phẳng, cho nên bản thân các con phải tự tập và luyện cho mình qua các cái cảnh đấy để có một cái tâm vững vàng, cái tâm gọi là tự tại đấy, tập dần đi, thì chúng ta mới có thể bước lên con đường thành công được. Nếu không có cái tâm tự tại, ở đây Thầy không nói là tự tại hoàn toàn, nhưng của người ta gọi là bản lĩnh đấy, tức là phải có những cái sức mạnh, phải được huấn luyện cái tâm này, thì các con khó đạt được thành công lắm. Tất cả chúng ta phải biết tập nhé. Và các con có thất tình một lần, hai lần, ba lần cũng không sao, cũng là cái để cho mình phải luyện tâm mình. Nó biết thế nào là thất tình nó khổ. Và để sau này mình có tình mình cũng tự tại. Nghe không? Thầy thấy nhiều anh chàng thất tình lên đây với Thầy khổ lắm, than vãn rất khổ. Nghe không? Cái mặt thất tình trông chán ghê lên đó. Nha. Hiểu não rồi muốn đi tự tử. Bạch Thầy, con chỉ muốn đi nhảy cầu bãi cháy. Thầy bảo thôi dừng ngay. Mang cái tâm thất tình ra đây cho Thầy xem nào. Đó.
Nên chúng ta nếu không làm chủ được, nó dẫn đến những cái hậu quả như vậy đó. Nhá. Cho nên các con phải tập vào luyện cho Thầy. Nghe không? Cuộc đời này cho chúng ta rất nhiều cơ hội và bài học để chúng ta rút ra, để chúng ta luyện chính mình đấy. Bản thân Sư Phụ cũng thế, luôn luôn lấy cuộc đời để làm cái môi trường rèn luyện cho chính mình. Có những cái đắng cay, có những cái thất bại chứ không phải không có đâu. Đó. Không trải qua những cái đó, ta không biết được cái giá trị của thành công, không biết được. Đấy, cho nên hôm nay thì Sư Phụ mong mỏi qua cái bài kinh Đức Phật dạy, cái điều phục chính mình này, Sư Phụ mong tất cả các con, nam cũng như nữ, phải biết quay về điều phục chính mình nha. Tự mình rèn luyện mình, vượt khó khăn, vượt gian khổ để trở thành người tự tại và thành công trong cuộc đời. Đấy là điều Sư Phụ nhắn gửi. Chúc tất cả các con thành đạt. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Sư Phụ, con là Hân, năm nay con 20 tuổi ạ. Con đến từ Hà Nội ạ. Hôm nay con xin Sư Phụ hoan hỷ cho con hỏi một vài điều ạ. Thứ nhất thì là năm nay mẹ con 46 tuổi, mẹ con là giáo viên tiểu học. Thì mẹ con có tâm nguyện là muốn xuất gia, nhưng mà bây giờ vì còn lo cho con ăn học thì mẹ con cũng có tu tại gia rồi ạ. Thì bây giờ Sư Phụ cho con xin lời khuyên là con nên làm gì để giúp mẹ con được toại nguyện. Và thứ hai là con muốn biết là ngày Đức Phật còn tại thế thì có tụng kinh niệm Phật hay là không. Và thứ ba là cúng dường Tam Bảo thì nên là gặp trực tiếp bạch Thầy, bạch Phật để nói rõ lòng thành, hay là cứ bỏ vào thùng cơm đức là được ạ. Con xin cảm ơn ạ. Các con nghe câu hỏi của bạn Hân nhé, đến từ Hà Nội. Thứ nhất là bạn hỏi một cái việc về giúp cho mẹ bạn ấy. Tức mẹ bạn có cái tâm nguyện muốn được xuất gia, vì mẹ bạn ấy ở tại gia cũng đã có tu học Phật Pháp rồi. Thế thì giúp cho mẹ bạn ấy thế nào? Bây giờ thì Sư Phụ nói thế này này. Đối với nhà chùa con ạ, thì cánh cửa của Phật rất rộng mở. Bất kỳ ai nếu với tâm trí thành tha thiết muốn xuất gia thì đều có thể được tiếp nhận. Chỉ trừ một số những trường hợp con ạ, đó là người đó là người bị mất quyền công dân, vi phạm pháp luật nhà nước rồi, nghe không? Đang là tội phạm hay là đang bị truy nã. Đấy, đấy nhá. Thế rồi, một số những cái người đang mắc những cái bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm thì cũng không được, hay là nghiện ngập là không được. Rồi thân thể bị dị tật, con ạ, dị tật nó ghê gớm, ví dụ như là bị chột mắt này, hay là bị khèo tay, bị khèo chân, bị lang ben loang lổ mặt mũi, bạch tạng, con hiểu không? Những người tức là trông kỳ dị thì Phật không cho xuất gia. Chứ còn những người bình thường, gọi là sáu căn đầy đủ và trí tuệ bình thường, không bị thần kinh, bị điên rồ thì đều có thể được xuất gia, trừ những cái trường hợp là phạm pháp nhà nước nhé. Thế thì nếu mẹ con mà muốn xuất gia thì con nói mẹ con muốn xuất gia chùa nào thì sẽ đến chùa đó bạch với sư thầy trụ trì đấy, để thầy xem cái chương trình như thế nào. Ví dụ như ở chùa mình thì ai muốn đến xuất gia thì đều phải vào công quả tập tu một thời gian, và một thời gian cũng khá dài để rèn luyện, để các thầy thấy được tư cách, ý chí của người đấy, xem ra làm sao, tư cách đạo đức có tốt không, ý chí có dũng mãnh hay không, có thật tâm là muốn xuất trần ra khỏi cái biển khổ luân hồi không, nghe không, mới được. Đấy, thế thì tùy mỗi chùa. Như chùa mình thì phải có thời gian thử thách khá là dài, rèn luyện rất nhiều kỹ năng nữa mới có thể xuất ra được nhé. Đấy, thế thì con cứ nói mẹ muốn đến chùa nào xuất ra thì đến bạch với thầy đó để thầy xem thầy tiếp nhận thế nào nhé. Đấy, như con mà cũng hoan hỷ cho mẹ đi xuất ra thế là rất tốt, nên động viên mẹ, mình cũng lớn rồi, mẹ có chí nguyện thì mình cũng hoan hỷ với mẹ, đấy cũng là một cái mình hiếu thảo với mẹ, với cha nhé. Bạn Hân còn hỏi tiếp là thời Đức Phật còn tại thế thì có tụng kinh niệm Phật hay không? Thì thời Đức Phật còn tại thế có tụng kinh và có niệm Phật con ạ. Tụng kinh ấy, tức là tất cả chư Tăng và Phật tử sau khi mà được nghe những lời Phật dạy rồi, nghe bằng tai này, thời đó gần như là không có giấy bút mấy, các con ạ. Cho nên toàn nghe bằng tai và học thuộc, về nhà mọi người tự tụng những lời kinh Phật. Đã, tự tụng và tọc thuộc lòng. Thời đó các sư và nhiều người Phật tử học rất giỏi. Cho nên có những vị sư người ta gọi là thuộc lòng tam tạng kinh điển, gọi là tam tạng pháp sư, học thuộc lòng luôn con ạ. Kinh điển của Phật rất nhiều, thế mà họ học thuộc luôn, giỏi lắm.
Hiện nay cũng có một số các vị Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Đường Huyền Sang chính gọi là Tam Tạng Pháp Sư đấy con ạ. Đó, thì thời Đức Phật còn tại thế, cái việc tụng kinh Phật, tụng kinh tức là đọc lại những lời Phật dạy con ạ, là có. Thứ hai, niệm Phật là có không? Có. Cái chữ niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ về Phật con ạ, nhớ ân đức của Phật thì đều gọi là niệm Phật. Thời đó thì không có cái chuyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thời đó không có, nghe không? Thời đó thì chưa có cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chưa có, nhưng mà niệm là nhớ về Đức Phật là có rồi. Nhớ, thời đó là Phật đã dạy về pháp môn niệm Phật và niệm ân Đức Phật. Ai cũng có thể niệm ân Đức Phật được. Giống như các con ngồi đây, các con nhớ về ân đức của Phật. Đức Phật là một con người đại từ bi, đại trí tuệ, thương yêu tất cả chúng sinh, tìm mọi cách để giúp cho chúng sinh được đắc ngộ, giải thoát. Ngài hết lòng như thế, cho chúng ta nhớ ân Phật, đấy là niệm Phật đấy con ạ. Nhớ. Thì từ thời Đức Phật đã có pháp niệm Phật rồi và có pháp niệm ân Phật rồi. Nhớ. Cúng dường Tam Bảo thì có nên cúng trực tiếp bạch Thầy, bạch Phật không? Hay là cứ bỏ hòm công đức là được? Thực ra thì thế này các con ạ, đúng là theo tinh thần Đạo Phật chúng ta, khi chúng ta khởi tâm là Đức Phật liền biết, cho nên gọi là tâm xuất là Phật biết, Phật chứng. Thì các con muốn cúng dường thì ngay từ nhà khi các con phát tâm là Đức Phật đã chứng cho rồi, và mười phương chư Phật đã chứng biết mình. Con đến chùa con bỏ vào hòm công đức là được, nghe không? Thế nhưng có những người là muốn gặp sư phụ, gặp thầy trụ trì để thưa bạch đầy đủ, cái đó cũng tốt, nghe không? Cái đó để muốn được là không những Phật chứng cho mà còn thầy cũng chứng cho, nghe không? Rồi thầy lại nhân đó thầy dạy mình về pháp nữa, thì cái đó đều tốt cả. Thế nhưng nếu chúng ta là Phật tử thuần thành, đã hiểu Phật pháp này, thế rồi được biết về công việc của chùa, nếu biết là sư phụ, biết là thầy trụ trì rất bận, và mà ta cứ lên ta bạch như thế, nó mất thời gian thì thôi ta không cần. Nếu có việc gì đặc biệt thì lên hỏi thầy, còn không chỉ là cúng dường không thì ta có thể bỏ hòm công đức là được con ạ. Là mười phương Tam Bảo đều chứng minh cho mình nhé. Thì cái bỏ hòm công đức đấy cũng đầy đủ công đức như mình bạch cho thầy nha, như nhau, không khác gì nhau cả. Rồi. Câu hỏi từ bạn Thùy Trang. Kính bạch Thầy, con muốn hỏi vì sao mỗi lần ngủ dù ít hay nhiều con đều gặp ác mộng? Có lúc còn mơ mình ăn thịt người và bị chết. Có lúc ngủ dậy toàn thân kinh hãi rồi khóc, con rất là sợ. Con nghĩ về đêm con là quỷ nên mới như vậy. Mong Thầy giúp con phải làm gì để thoát khỏi những cơn ác mộng này? Con xin tạ ơn Thầy. Đấy, bạn Thùy Trang gửi cái câu hỏi về đây. Thế thì các con biết thế này, đúng là cái thời đại bây giờ, thời đại công nghiệp này, xã hội phát triển, cái bệnh mà mất ngủ rất là nhiều. Không những là tuổi già mất ngủ mà trẻ cũng mất ngủ rất nhiều. Thế và những cái cơn ác mộng cũng nhiều hơn các con ạ. Tại sao sư phụ thấy thế? Vì thấy rất nhiều người đến kể với sư phụ, con không ngủ được, ác mộng rất là nhiều, giống như bạn Thùy Trang này. Thế thì các con biết ấy, cái giấc mơ hay gọi là mộng của chúng ta nó có những cái nguyên nhân thế này hình thành giấc mơ con ạ. Thứ nhất là hàng ngày các con làm công việc gì thì tối cũng có thể xuất hiện cái giấc mơ về cái việc đó. Cho nên ta gọi là ban ngày làm sao thì tối chiêm bao làm vậy. Đây là một cái nguyên nhân. Việc làm hàng ngày khiến các con có những cái giấc mơ mộng. Thứ hai là cái tâm trạng các con thường mong mỏi, mơ ước, ham muốn một điều gì. Mà ham muốn nhiều, ham muốn mạnh mẽ, mãnh liệt thì cái sự việc ấy nó cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta. Đấy, các con đang khao khát một cái gì, đang ham muốn một cái gì, ham thích cái gì thì cái đó có thể buổi tối trong giấc mơ các con sẽ thấy để nó thỏa mãn được cái khao khát của các con. Nghe không? Đấy là một cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là tâm các con lo lắng sợ hãi điều gì? Wow. Nơm nớp lo lắng sợ hãi điều gì thì có thể cái điều đó
trong đêm, trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái sự kiện đó. Nghe không? Thế ví dụ các con sợ bị bắt, các con sợ ví dụ, nằm ngủ cạnh cửa sổ, sợ coi như là chăn tinh nó vào hay là rắn nó vào. Thế là tối ngủ là mơ thấy con rắn nó vào luôn. Nghe không? Thế sợ. Đấy, là như thế. Rồi, những cái việc gì trong đời mà nó rất ấn tượng, đột xuất, ấn tượng mạnh nó xảy đến thì cũng khiến các con trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái giấc mơ về những cái việc sự kiện này, những sự kiện này. Đó. Và một cái nữa này, cái này rất là quan trọng, nó liên hệ đến thân thể chúng ta. Đó là giấc mơ báo bệnh các con ạ. Khi mà thân các con sắp sửa xuất hiện cái bệnh gì đó thì có thể nó được báo lên bằng một cái giấc mơ. Đã. Ví dụ người ta thường hay nói là thấy rụng răng, thấy chảy máu, ví dụ thế. Người ta bảo đấy là những giấc mơ dữ, nghe không? À, có thể nó báo lên một cái giấc mơ. Hoặc là ví dụ các con tự nhiên thấy mình bị đau tai, ngủ trong giấc mơ thấy đau tai, thấy bị điếc tai, thế sáng sau dậy là ở cái tai có cái nhọt luôn. Đấy, đấy nó báo lên. Tức là giấc mơ báo về bệnh tật các con ạ. Nha. Thì cái giấc mơ báo bệnh này ấy, là cũng rất hay thường xuất hiện. Rồi có cái giấc mơ gì nữa là những nghiệp của các con nó sắp trổ quả. Đấy, nghiệp báo nó sắp trổ quả. Sắp trổ quả tức là các con sắp sửa chịu một cái quả báo gì đó. Thì cái nghiệp này á, nó cũng vận hành và nó báo trong giấc mơ. Có thể khiến cho các con thấy trong giấc mơ. Có những người mơ thấy mình bị tai nạn và một thời gian sau thì bị tai nạn thật các con ạ. Đó, có những người mơ thấy mình bị ngã nước và một thời gian sau đúng là bị đi ngã nước thật, bị đuối nước thật. Rất là nhiều chuyện như vậy. Rồi có những cái nghiệp gì? Có những cái là oan gia trái chủ các con ạ. Vong linh oan gia trái chủ hoặc chư thiên, quỷ thần người ta báo cho các con. Nếu ở chỗ đất các con ở nhé, có vong linh hay là có những vong linh nó oán kết với các con, họ cũng có thể báo vào trong giấc mơ của các con. Hoặc là chư thiên và quỷ thần, người ta cũng có thể báo trong giấc mộng của con những việc nếu các con có nhân duyên với người ta báo. À, thường chư thiên thì người ta hay thường báo trước cho mình. Nếu mình có nhân duyên với cái vị chư thiên này, cái vị chư thiên này có thể là ai? Có thể là thân nhân của mình. Khi xưa sống á, làm được nhiều việc thiện, khi chết rồi sinh làm chư thiên và họ còn muốn hộ trì cho quyến thuộc, cho nên họ về họ báo cho mình biết. Mình tránh được cái tai nạn này, tránh cái tai nạn kia. Nghe không? Họ báo cho mình biết. Đó. Đấy nhá. Thế rồi có cái nữa là có những cái mộng mị là do chính cái phòng ngủ và tư thế ngủ của các con không đúng. Nghe không? Ví dụ để tay lên ngực này, đè cái vật nặng gì lên ngực khiến cho tim nó bị chèn ép. Đó. Nhá. Hoặc là cái phòng ngủ của các con rất là bí, không thoáng không khí, để quá nhiều máy móc ở trong đấy, vào máy tính để quá nhiều hay điện thoại để cạnh đầu, nó cũng khiến cho tác động lên giấc ngủ, giấc mơ. Nhá. Tức là cái phòng ngủ nó không có hợp vệ sinh và còn một số nguyên nhân khác nữa. Nhưng hôm nay Sư Phụ nói ở đây là nó có những cái nguyên nhân này khiến các con xuất hiện những cái giấc mơ. Nghe không? Và không ngủ được. Thế thì ở đây bạn Thùy Trang này, bạn nói bạn thường xuất hiện những cái giấc mơ ác, gọi là ác mộng, thường xuyên. Và thế thì khẳng định cái việc này là nó đều là không tốt. Các con nhớ sau một cái giấc ngủ mà chúng ta có những giấc mơ mà nó an lành ấy, thì ta dậy ta thấy rất khỏe, đúng không? À, gọi có những giấc mơ đẹp ấy, ngủ mà có một giấc mơ đẹp dậy người nó rất khỏe, vui vẻ, phấn chấn. Thế còn ngủ mà gặp ác mộng là dậy là toát mồ hôi hột, bàng hoàng, wow, có khi còn la hét lên đấy, trong giấc ngủ còn la hét nữa. Choàng tỉnh dậy là rất sợ và người nó dậy nó rất mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Thế thì ai cũng muốn cho mình có một giấc ngủ an lành, và nếu giấc ngủ mà có mộng thì có những giấc mộng đẹp, ai cũng mong muốn nhé. Thế thì ở đây các con biết những cái nguyên nhân này sinh ra giấc mộng của mình đấy. Thế thì những cái giấc mộng mà ác mộng ấy thường ấy là gì? Ở đây một ấy là báo bệnh, hai là phòng ngủ nó không hợp vệ sinh, ba là nghiệp của mình sắp trổ ra,
cái nghiệp ác của mình sắp trổ ra. Bốn là oan gia trái chủ, nó tác động báo oán đến mình, nó hành mình. Ở chùa mình đã thấy cái chuyện này, nghe không? Đã biết những cái chuyện như này. Đó. Thế thì vậy bây giờ với bạn Thùy Trang phải làm như thế nào bây giờ? Bạn tự kiểm điểm lại mấy cái việc mà sư phụ đưa đấy, xem mình ấy là do cái nhân duyên gì mà có những giấc mộng này nhé. Mình kiểm lại xem, loại trừ dần đi. Nếu mà nó còn lại những cái nguyên nhân này này, ví dụ như là nguyên nhân là về sức khỏe, mình thấy mình cũng đang thấy người mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, thì đấy là một cái nhé, thì phải nghĩ cách điều trị về sức khỏe. Thế còn loại trừ hết đi rồi mà vẫn xuất hiện những cái giấc mơ này thì đây là giấc mơ nghiệp báo hoặc giấc mơ do quỷ thần vong linh họ báo cho mình, họ báo oán mình. Thế thì sư phụ khuyên bạn là thứ nhất ấy, là bạn phải nên để mà có những cái chuyển hóa những cái giấc mơ ác nghiệp này này, ác mộng này, thì bạn phải tu tập đấy. Bạn nên thường sám hối, lễ Phật sám hối và tụng kinh nhé. Có những quyển kinh sám hối như kinh Từ Bi Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám, sám hối Hồng Danh. Và các bạn sẽ tụng kinh. Tại chùa mình có quyển kinh Nhật Tụng đấy, chứ kinh Nhật Tụng, các bạn có thể tụng cái quyển kinh này. Thứ nữa, nghe giảng pháp, nghe không? Nghe giảng pháp. Đó, và một cái rất quan trọng là bạn có thể làm phước, cúng dường cho các vong linh oan gia trái chủ hay cho chư thiên quỷ thần có duyên nợ với mình, nghe không? Tác phước cúng dường cho họ, tùy tâm nhé, có nhiều cũng nhiều, có ít cũng ít, tùy theo sức của mình. Nhưng thể hiện cái lòng thành của mình, biết rằng mình với họ đang có cái gút mắc với nhau, cho nên con xin được tác phước cúng dường cho chư thiên quỷ thần, cho các vong linh đang có oán kết với mình. À, đại chúng hiểu chỗ này không? Nhá. Thế thì mình thành tâm mình làm như vậy và biết lễ Phật sám hối, nghe pháp và tu tập nữa, thì chỉ một thời gian thôi là cái này nó sẽ hết các con ạ. Và ở chùa thì sư phụ đã hướng dẫn những trường hợp như thế này, đúng là một thời gian ngắn là họ hết không còn ác vọng, nhưng mà mình phải rất tinh tấn tu tập mới được các con ạ. Đó. Nếu mà ta không giải quyết được những cái cơn ác mộng này rất là khổ các con ạ, rất là mệt mỏi lắm. Đi làm thì thần trí nó không bình thường, nó ảnh hưởng đến thần kinh và có thể sau này bị trầm cảm, bị stress luôn vì do những cái giấc mộng này. Thế cho nên cái này là bạn phải giải quyết một cách tích cực đó, loại trừ các nguyên nhân kia ra. Những nguyên nhân kia mình khắc phục mà thấy ổn rồi là được. Wow. Thế nếu mà hết tất cả những nguyên nhân kia ra rồi mà vẫn còn bị thì đó là do những vấn đề về tâm linh, chư thiên quỷ thần vong linh họ báo oán, họ tác động vào mình nhé. Hoặc là do nghiệp của mình nó sắp trổ ra quả báo ác cho nên nó báo cho mình biết như vậy đó. Hoặc là gia thân quyến thuộc nhà mình họ đói khổ, họ báo cho mình biết, mình phải làm phước cho họ. Đấy, cái này thì trong kinh Phật đã có nhiều câu chuyện, nhiều bài kinh Đức Phật dạy về việc này rồi. Thế thì sư phụ chia sẻ để bạn Thùy Trang biết, và cũng như ở trong chúng đây ấy, các con mà ai đang ở cái hiện trạng này thì các con nên thực tập thì chắc chắn nó sẽ chuyển hóa nhé. Chúc bạn Thùy Trang là sớm được có những giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé. Cảm ơn thầy và các bạn ở trong nhiều trường quay ạ. Dạ, con đây là Hùng, con đến từ Thanh Hóa và con hiện tại đang làm bếp ở Hà Nội. Trước kia con chưa làm bếp và kiểu như là con mới chỉ đi làm phụ hồ hay là đi làm bảo vệ lung tung thôi, thì nó tính tình thì hiền lành. Nhưng mà từ khi mà con vào bếp thì bắt đầu từ chân phụ bếp và lên chân chính, thì khi mà lên chân chính đứng chảo ấy, thì là có nhiều lúc mà nóng này với anh em, có thể gắt gỏng với anh em bên ngoài phụ ấy. Thì cái tính đấy thì con kiềm chế, nhưng mà có khả năng là con không kiềm chế được, mà con không phải là trước kia con dễ hiền luôn mà ít nói, dễ chỉ ít nói luôn, có khả năng là ngày không nói chuyện với ai một lần luôn. Nhưng mà từ khi vào bếp là kiểu hay, con nghĩ là hay là do cái nghiệp từ kiếp trước. Thì con mong thầy có thể giải đáp giúp con để con có thể yên tâm và con làm việc ở trong đấy. Rồi. Thế thầy trả lời bạn Hùng luôn nhé. Thì bạn Hùng nói rằng trước đây á, bạn rất là hiền, có khi cả ngày không nói với ai, nghe không?
Chứ như thế chưa hẳn đã là hiền đâu, nghe không? Cả ngày chưa nói chưa chắc là hiền đâu. Thế nhưng mà khi mà bạn làm nhà hàng, bạn nói là bạn ấy, lúc chưa trở thành người đứng bếp chính ấy, thì tính bạn cũng rất là hiền, nhịn được. Nhưng từ khi mà lên đứng bếp chính, tức là phải gọi là làm với lại cả các anh hùng lửa đấy, nghe không? Thì bạn rất nóng nảy, không nhẫn nhịn được, hay gắt gỏng. Thì bạn đang tư duy không biết cái đấy là do cái gì, nghe không? Bây giờ Sư Phụ xin giải đáp, trả lời giúp cho bạn ấy. Thế thì Sư Phụ xin chia sẻ với bạn Hùng thế này. Thứ nhất, con khẳng định là con ngày xưa ít nói và hiền, thì cái đó cũng chưa hẳn, nghe không? Vì cái mà nóng nảy không phải là ít nói đã là hiền đâu, mà người ta gọi là hiền mà cục á, nghe không? Đấy, thì cái tính nóng của con nó chưa hẳn là thể hiện ra là cái chữ ít nói. Đấy nhá, để Sư Phụ nói về cái bản tính đã. Thế còn khi mà con vào đứng bếp thì đúng rồi, khi mà giáp mặt với lửa thì nó rất là mệt mỏi, nóng bức. Mùa đông này thì bớt một chút, nhưng mùa hè thì nóng dữ lắm. Thứ hai nữa, cái việc mà con làm, cái việc mà đứng chảo thường là băm, chặt, rán, nấu, nghe không? Ở đấy thì đủ các món ăn rồi, mà món ăn đấy là sinh mạng của các chúng sinh. Đã, làm trong nhà bếp, cái bếp nhà hàng, đủ các sinh mạng chúng sinh. Thì ít nhiều con cũng bị ảnh hưởng, nghe không? Các con biết trong cái lò mổ, trong cái chỗ mà sát sinh lò mổ, hoặc là trong cái chỗ nhà bếp chế biến mà phải mổ giết các con vật ấy, tại chỗ đó thì nó xuất sinh rất nhiều cái từ trường uất hận do những con vật nó bị giết. Ở những khu lò mổ, ví dụ lò mổ heo, lò mổ trâu, thì ngay tại chỗ đó các con vật nó đều phát ra một cái tâm uất hận, uất ức, nghe không? Báo thù nhé. Tất cả những cái chỗ giết hại đều có cái chuyện đấy. Và khi mà những cái tâm ấy phát thì các con biết tâm nó phát ra thành cái sóng từ trường. Ở đấy nó lan tỏa và nó có thể nó bị thấm nhập vào trong kể cả các cái vật ở đấy nữa. Đấy, các con biết giống như sóng điện của chúng ta này, sóng điện nó đi qua vào tường vách nó cũng tác dụng vào kể cả những cái vật này. Nó gặp phải điện thoại của chúng ta thì nó biến thành âm thanh chúng ta nghe. Có phải không? Đấy là sóng điện đấy. Thế thì sóng tâm cũng thế. Những cái sóng tâm nó uất hận, uất ức, căm thù, hận thù. Khi mà con vật nó bị giết, nó phát ra các con ạ, nó cũng tích lũy vào những cái vật ở xung quanh đấy, khu vực đấy, nó đều có ảnh hưởng. Cho nên ở lò mổ, cái từ trường ở đó không tốt lành. Thường ai đi vào trong lò mổ thường cũng dễ sinh những cái tâm rất là nặng nề, rất hay bực bội, uất ức. Đó. Cho nên Sư Phụ hay các Thầy đi tu là Phật là cấm đấy các con ạ, cấm không được đến những cái chỗ lò mổ, chỗ sát sinh. Thế thì con phải làm ở trong cái nhà hàng thì đương nhiên mình làm bếp thì không tránh khỏi. Ở đấy ít nhiều con cũng bị ảnh hưởng của những cái từ trường nó không được tốt ở trong đấy, Hùng ạ, nhé. Nó bị ảnh hưởng đấy các con nhé. Ở gia đình chúng ta thì cái bếp có thể không phải là sát sinh nhiều như nhà hàng, thì cái cường độ của cái từ trường đấy nó ít hơn. Nhưng nhà hàng là liên tục và rất là nhiều, liên tục là sát sinh. Thế cho nên trong đó là những cái từ trường uất ức vào báo thù ở trong đấy, nó khiến cho chúng ta vào đấy chúng ta cũng thường nóng bực, thường bực bội, thường khó chịu, thường hay nóng nảy. Đấy là một cái nguyên nhân. Bên cạnh thì còn do lửa, do cái cường độ lao động công việc nữa con ạ. Nhưng mà Sư Phụ thì nói nhiều về khía cạnh tâm linh, tức là ở đó nó có ảnh hưởng của những cái từ trường không tốt. Đó. Như chùa mình ấy, tại sao mọi người khi đến chùa Ba Vàng mình ai cũng thấy rất là bình an, ai cũng thấy là rất thanh thản, ai đến chùa mình cũng thấy rất là nhẹ nhàng, là vì ở đây tất cả mọi người đều tu tập, đều sống rất là hiền từ, và nó tỏa ra cái từ trường rất là vui, rất là bình an. Đấy. Thế thì cũng thế, trong nhà hàng nó sẽ sinh ra những cái năng lượng như vậy. Thế thì con biết như vậy để con bây giờ con phải hóa giải nhé. Thế thứ nhất, biết rõ nó có tác động một phần cái yếu tố tâm linh này khi con đứng bếp
mà chỗ đó nó có những cái từ trường không được lành. À, cho nên con biết để con tu tập, con hóa giải nó, thì con dành thời gian tu tập tâm từ bi, Hùng nhé. Rồi con ngồi thiền định nhé, và tu tập tâm từ bi thì nó sẽ giúp cho con bớt được cái ảnh hưởng của những cái sóng từ trường không tốt ấy. Đấy, thế còn đâu những cái kia thì con phải rèn luyện thêm. Nhưng về mặt tâm linh là Sư Phụ góp ý với con như vậy. Con nên tập thiền định, rảnh có thời gian thì tọa thiền, nghe Pháp và tu tập tâm từ bi, gửi tâm từ bi đến những cái con vật ở trong nhà hàng mà mình giết hại nó đấy nhé. Thì con cũng sẽ được, nó bớt đi, nó sẽ được giảm đi do cái năng lượng của cái tâm từ bi của con. Nó sẽ bớt những cái bức xúc của mình đi nhé. Rồi. Con chào Sư Phụ ạ. Dạ, con là Dương Đức Hồng ạ, con đến từ Bắc Giang ạ. Con là một người rất thương bà con. Nhưng mà không biết vì sao là từ trước đây là cái lúc mà con sinh ra ấy, thì bà bị bệnh Parkinson, lúc đấy là mới chỉ run run nhẹ nhẹ tay thì thôi ạ. Thì là đến cái lúc mà bây giờ bà vẫn sống, nhưng mà bà bây giờ bị liệt rồi, bị liệt cả người rồi ấy, thì nó cứ run run như thế này, nhưng mà không điều khiển được chân tay ấy. Thì con mới hỏi Sư Phụ là đây là do nghiệp hay là do gì ạ? Con cũng nghe nói trước đây là bà hay mắng chửi bố mẹ con ấy. Nhưng mà bây giờ thì bà lại rất thương con cháu ạ. Thì không biết là do nghiệp hay là do cái gì mà bà con lại bị nặng đến như vậy. Rồi. Đấy, hôm nay Sư Phụ giảng về chủ đề nghiệp báo, cho nên là các con bắt đầu quan tâm đến nghiệp rồi. Đấy là một cái tín hiệu rất vui nha. Cảm ơn Sư Phụ. Thế thì Sư Phụ xin chia sẻ với bạn Hồng, với đại chúng thế này. Thứ nhất, Hồng rất là thương yêu bà. Đấy cũng là một cái tâm rất là hiếu hạnh, nghe không? Ông bà, cha mẹ của mình thương xót. Thế bà bạn ấy bây giờ là đang bị mắc bệnh Parkinson, tay rất là run và liệt nữa. Thế thì bạn có nói một chi tiết là trước đây bà của bạn hay chửi bố mẹ bạn ấy, mắng chửi bố mẹ bạn. Bây giờ thì lại rất yêu thương, thương con và thương cháu. Thế thì cái mà liệt của bà với bệnh Parkinson của bà là do nghiệp hay không phải do nghiệp? Thì thế này các con này, vừa rồi chúng ta đã nói về nghiệp. Wow. Có cái nghiệp khiến chúng sinh bị nhiều bệnh tật, có nghiệp khiến chúng sinh ít bệnh tật và mạnh khỏe. Nhưng mà không phải tất cả bệnh nào cũng là do cái nghiệp các con ạ. Nhé. Ví dụ như là nếu mà các con bây giờ hôm nay mà ăn phải một cái thức ăn độc, thế là đau bụng, nghe không? Thế thì nó chưa hẳn, hay là mình ăn bẩn nhé, ăn bẩn, ăn không vệ sinh, sinh ra đau bụng. Cái đấy nó không phải do cái nghiệp cũ, nghe không? Có cái là do cái ngay bây giờ mình làm. Cái chữ nghiệp này thường nói đến cái chữ nghiệp cũ. Thế thì ở đây á, cái duyên bệnh nó cũng có những cái là từ do nghiệp cũ các con ạ, mà có những cái là do ngay mới chúng ta mới tạo ra. Thế thì bây giờ bạn hỏi là bà bạn ấy bị cái bệnh liệt và Parkinson này có phải là do nghiệp không? Thì Thầy nghĩ với cái tuổi như của bà đến như thế, wow, thì đương nhiên ấy, các con biết ấy, cũng có người sống ở cái tuổi già nhưng họ không hề bị liệt, không hề bị Parkinson. Wow. Thì Sư Phụ nghĩ cái bệnh của bà bạn Hồng cũng là một cái dạng nghiệp các con ạ, một dạng nghiệp. Nhưng còn nó kết luận xem cái nghiệp đấy có phải là do mắng chửi con hay không thì chưa kết luận được. Đó. Vì cha mẹ thì mắng chửi con á, nó không phải là cái tội, cái lỗi nặng các con ạ. Thì cha mẹ dạy dỗ con thì có thể mắng, tất nhiên chửi thì là không hay, và mắng đánh đòn đều có thể được. Và mắng đánh đòn ở cái mức độ nào? Đừng đánh đòn đến nỗi chết con thì không được thôi, nghe không? Đánh đau để cho con biết tội, sợ tội, cái đó được phép. Đấy là cha mẹ được quyền. Thế gọi là yêu cho roi cho vọt mà. Đó. Thế thì cái này chưa hẳn khẳng định là bà con do mắng chửi bố mẹ mà sinh cái ác nghiệp này, mà có thể là do một cái nghiệp khác vào từ tiền kiếp của bà con hoặc trong đầu đời này bà con gây ra, con ạ. Thì cái này gia đình có thể làm khoan lễ sám hối cho bà, con ạ, sám hối cho bà, rồi làm phúc cho bà, tác phúc cho bà nhé. Thì cũng có thể giúp cho bà chuyển được nhẹ cái nghiệp này đi, con nhé. Rồi. À,
Con kính bạch thầy, con là Lê Việt Anh, đến từ câu lạc bộ tuổi trẻ khu vực Hải Dương ạ. Dạ con có hai ý câu hỏi là hiện tại con cũng được đi rất nhiều nơi và con biết đến là những các cụ già rồi các em nhỏ lang thang cơ nhỡ và các anh chị tàn tật đấy. Và thực sự con cũng biết đến rất nhiều các câu lạc bộ chữ thập đỏ của Việt Nam mình, nhưng theo như con cũng tìm hiểu rất kỹ và được biết nữa là hầu như tất cả những số tiền mà các cô bác Phật tử hoặc là tất cả nhân dân giúp đỡ ấy, hoặc là quyên góp ấy ạ, nhưng phần lớn là không hoàn toàn là đến 100% đến tay của những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là trẻ em khuyết tật ạ. Thứ nhất. Và thứ hai nữa là có những câu lạc bộ mà muốn nuôi dạy trẻ khuyết tật ấy, nhưng thực sự họ không làm đúng với trách nhiệm của họ, mà họ lại bắt những trẻ lang thang cơ nhỡ, những người mà tàn tật như thế phải đi xin ăn rất khổ ở ngoài đời một cuộc sống như chúng con gặp mà có thể cho người ta, nhưng thực sự người ta không được hưởng những số tiền đó, và lại chính những người khỏe lại hưởng thụ và ăn chơi trên cái số tiền đó. Vậy thì con muốn hỏi là lớp trẻ bọn con bây giờ sau này tương lai cũng có thể có những bạn ngồi đây làm một cái chức vụ nào đó trong nhà nước, hoặc là làm những một chức vụ nào đó trong những cái câu lạc bộ chữ thập đỏ chẳng hạn, thì các bạn ấy lên làm gì và cần đấu tranh như thế nào để giành lại những cái gì thuộc về những người già hoặc là những trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ ạ? Xin hết ạ. Một câu hỏi rất là nhân văn, rất vì người của bạn bạn Anh ở Hải Dương. Bạn Anh đi cũng nhiều nơi, gặp nhiều người già, tàn tật, trẻ em, lang thang, cơ nhỡ. Thế rồi cũng gặp một số các hội chữ thập đỏ. Thế thì bạn ấy phản ánh là bạn ấy thấy là những cái tiền mà ủng hộ từ thiện cho mấy cái hội này thì không đến được tay của những người cần, của những cái người mà được ủng hộ. Rồi lại có những cái tổ chức thì bắt họ đi ăn xin. Cái này thì sư phụ cũng có nghe. Cái tổ chức như họ không phải là hội chữ thập đỏ con ạ, nhưng mà cái tổ chức họ nói là nuôi trẻ em lang thang cơ nhỡ, rồi các em mồ côi đấy. Sau đó có khi họ về họ bẻ chân bẻ tay cho tàn tật đi, xong bắt các em đi ăn xin, các cháu đi ăn xin. Cái đó là sư phụ có nghe người ta kể. Thế thì bạn ấy muốn là gửi cái thông điệp đến tất cả chúng ta ở đây, sau này các bạn, các con ở đây có những ai đã lớn lên thành giám đốc doanh nghiệp, làm chủ hay là làm chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh đó, hay làm lãnh đạo cấp cao thì sẽ ứng xử như thế nào? Đấy, thế thì sư phụ xin trả lời thế này. Chính là hôm nay đây này, các con học về nghiệp đây này các con này. Các con học về nghiệp, hiểu về nghiệp thì tự nhiên các con sẽ không có những cái hành xử như những người này. Nếu các con hiểu được về nghiệp, biết về nghiệp, nhá, và biết về nghiệp rồi thì các con sẽ tự mình trở thành người tốt, biết yêu thương người khác một cách chân thành, nghe không? Không bao giờ mà làm khổ người khác. Vì khi mình làm khổ người khác thì mình sẽ gây khổ cho chính mình. Đó, nhất là những người già, neo đơn, những cháu bé lang thang, cơ nhỡ, tàn tật này, nghe không? Thì chính là phải học Phật Pháp con ạ, bạn Anh ạ. Thế bạn Anh sẽ giúp cho sư phụ là dù được nhiều người đi học Phật Pháp, biết về nhân quả nghiệp báo, thì tất cả những ai biết được nhân quả nghiệp báo, tin được nhân quả nghiệp báo đều sẽ trở thành người tốt. Và người ấy làm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều là tốt hết. Những người mà biết về nghiệp báo nhân quả, tin được nhân quả thì người ấy sẽ là người tốt ở trong bất kỳ một lĩnh vực nào. Thế cho nên đòi hỏi chúng ta phải học Phật Pháp các con ạ, phải tu dưỡng học tập Phật Pháp thì chúng ta sẽ thỏa mãn được, xây dựng một cái xã hội những người tốt đẹp nhé. Rồi.